vòng bên kia đây mà. Đừng đi xa quá nha, gần gần thôi. Cái Quân thì có vẻ như là biết dùng mấy ngày thành thạo hơn em Sử của bác ạ. Còn là em Sử thì em ấy còn điều khiển rất là bờ ngớ. Đến cái phần thanh toán này chú ơi. Đấy. Chuyển khoản vào số này hả chú? Vâng. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Một ngày mới, cho hai anh em xin được gửi một lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác đang theo dõi trên kênh Bản Em. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là cùng em Quân đi xuống huyện của bác ạ. Hôm qua thì nếu mà các bác có theo dõi được cái thước phim cháu Lực đăng tải lên thì em Quân có nhận được một phần quà rất là lớn của bác ạ. Vậy và cái phần quà đấy được ai gửi cho em Quân thì cho cháu Lực xin được nói ở đầu video một chút của bác nhé. Quân thì xuống đến huyện này thì có biết là mình đã nhận được phần quà gì chưa? Chưa. Cái Quân thì có vẻ như vẫn còn đang rất là hồi hộp của bác ạ. Và hôm nọ thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà của cô bé, cô bác ạ. Bà bé gửi tất cả cho Lực là tổng là hơn là 37 triệu đồng. Và trong đó thì là để mua quà cho em Quân. Thì hôm nay cháu Lực sẽ cùng em Quân là đi mua. Bây giờ thì hiện tại là hai anh em đang ở cây xăng của bác ạ. Và sáng nay thì mấy anh em đi xuống từ lúc 6 sáng rồi. Bây giờ thì 12 giờ trưa thì mới đến nơi. Thì Quân thì bây giờ có đói chưa? Em đói rồi. Đói thôi à? Thế thì đói thì bây giờ mấy anh em mình di chuyển là đi ăn đấy nhá. Vâng. Đấy, Quân thì đã mấy lần là xuống dưới huyện rồi? Em lần này là lần thứ hai rồi. Lần là lần thứ hai à? Vâng. Thế lần trước xuống thì em xuống để làm gì? Là lúc mẹ kế để em Hiếu ra thì em được ra đây xem thôi. À, thế là cái đợt mà Quân xuống đây cô bác thì cũng không phải là xuống đi chơi cả. Phải nói là từ rất là lâu rồi. Từ đẻ lúc bé Hiếu đúng không? Vâng. Hiếu thì năm nay là được gần 3 tuổi rồi. Đấy thì gọi là trong đời của Quân thì huyện thì cô bác không cách cũng khá là xa đấy, nhưng mà em thì cũng không có việc gì để mà xuống, cũng không có cái gì để mà đi xuống để mà mua đấy. Thì đến hôm nay thì cháu Lực mới nhận được phần quà của bà bé dẫn em Quân đi mua cô bác. Và mua những cái phần quà gì thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video. Còn là bây giờ thì hai anh em là di chuyển sang bên kia để mà đi ăn cơm đó cô bác ạ. Đấy, hai em thì vừa mới di chuyển là ra đến chợ rồi cô bác ạ. Bây giờ tìm hàng phở để ăn phở đã. Chắc là ra bên này sao? Bên này. Cơm đó. Quân thì muốn ăn phở hay là ăn cơm? Hả? Em ăn gì cũng ăn được. Ăn gì cũng được à? Thế thì anh em mình ăn cơm để nó chắc cái bụng đi nhá. Biết là còn cơm luôn đấy. Chị ăn cơm không chị ơi? Còn cơm không? Em ăn 3 suất cơm ấy. Đây là có cả cá này, cả thịt này. Quân thì ăn cơm ấy. Ăn cơm gì? Hả? À? Ăn cơm với nem. Nem thôi à? Cho em 3 suất cơm đi. Có vẻ là hôm nay là ngày chủ nhật đấy cô bác ạ. Khá là đông. Rồi bên này. Quân thì có vẻ như là lần đầu tiên mà ra cái chỗ đông người của bác. Em ấy khá là ngại ngùng sao? Không phải ngại đâu mà nhá. Đấy, không phải rụt rè đâu. Đấy. Trước ra là có bao giờ ra đây ăn cơm chưa? Chưa. Em thấy chưa? Bên kia gần bệnh viện có một con cơm ăn bên kia. Là ăn cơm ở bên kia à? Thế lần đấy là ra được mấy hôm? Được 5 hôm. Ra được 5 hôm à? À, đấy là cũng ở lại chăm bé Hiếu đấy à? Thế ra 5 hôm đấy thì là có đi những đâu không? Có đi chơi không hay là chỉ nguyên ở trong viện thôi? Nguyên ở trong viện thôi. Nguyên ở trong viện thôi à? Ừ. Đấy.
Bây giờ thì anh em sẽ ăn cơm một chút đã cô bác ạ, rồi thì sẽ di chuyển ra bên quán bên kia để mà gửi cái phần của gửi mấy cái phần quà của bà bé là bà ấy dành tặng cho em Quân. Chắc chắn là một tí Quân biết cái phần quà này là Quân sẽ gọi là cũng có thể là nói là giật mình đúng không bác? Tại vì cái phần quà này thì rất là ý nghĩa đối với lại em Quân, không phải là em Quân mà hầu hết là các bạn ở trên không phải là em Quân mà hầu hết là trên vùng cao luôn cô bác ạ. Đấy, Quân là ăn trước đi, không biết là ở đây có nước gì không. Tới nhá. Có một lon Coca này nhưng mà không phải Coca của mình sao. Có để thêm xem nào, đấy không phải để thêm cái gì đâu, đấy đũa, đấy bát ăn đâu. Không cần bát nữa, tại cái này là cái cơm suốt rồi. Ở đây có nước không chị? Nước Coca ấy. Coca ấy. Cho em ba lon đấy. Con người thì ông bảo cô chú chỉ một con ăn cơm mà. Quân ăn trước đi, suốt ở Quân về trước thì là nhường cho Quân ăn trước của bác. Hôm nay đi xuống thì hôm qua là có bảo với bà chưa? Nói chưa? Nói rồi à? Đúng. Hôm nay thì cháu Lực gần đến nhà của Quân thôi, thì cháu Lực điện cho em Quân là em ấy lên của bác à. Đấy, có thể là nếu mà một tí nữa nếu mà muộn quá ấy, thì là mấy anh em sẽ ở lại và ngủ đấy cô bác ạ, đến ngày mai thì anh em mới về. Và ở đây thì là cũng được là bà bé là cái phần khoản chi phí để mà đi lại ấy, thì cũng được bà là hỗ trợ hết rồi cô bác. Xin ạ. Cá này thì như nào đấy chị? Cá này thì như nào đấy? Cá mình ăn thì mình lấy thôi, kiểu lấy thì em không ăn. Cho em đi, cho em thêm ba con đi. Ăn mạnh lên Quân nhá. Ý mấy có sức ấy. Mấy con đi xa ấy. Xin ấy. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả là các cô bác anh chị là cùng mấy anh em ăn cơm trưa các bác nhá. Mấy một là suất cơm ở huyện Cháu Lực thì ở trong thì gồm có là suất cơm ở huyện Cháu Lực thì ở trong là gồm có là rau xanh này, với lại đậu chiên này, cộng thêm là nem nữa. Cái này là hình như là thịt kho với lại trứng cút của bác. Thêm là mỗi người một con cá nữa. Đấy, bây giờ thì mấy anh em thì ai cũng đói rồi của bác, chắc là cháu nó không có cái hình thêm cái khúc này nữa. Đấy, một tí nữa thì mấy anh em di chuyển ra bên kia để mua đồ đó thì cháu lực sẽ ghi hình sâu của bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Bây giờ thì hiện tại là mấy anh em lại tiếp tục đến cái quán hôm nọ mà cháu Lực mua máy cày cho em xử được cô bác ạ. Chú ạ. Ừ, rồi. Chú ăn cơm chưa? Vừa ăn xong rồi. Đấy, nắp riêng cho thằng cháu con này nhá. Kỷ niệm cho thằng cháu con này thôi. Nay cháu điện thì con này hả chú? Đấy, kỷ niệm cho thằng cháu con này nhá. Con này nhưng mà giá nó hơn đấy, nhưng mà thôi kỷ niệm cho thằng cháu ấy. Rút này mua chú này không hỗ trợ cho. Thế Quân là theo Quân là ở trên nhà Quân thì cày cái loại đầu máy nào thì nó sẽ tiện nhất? Con này thì nó tiện 1.8 1.73. Thế mà đầu 1.78 thì là loại đầu nào? Đây là 1.78 thôi. Ủa rồi, nhưng mà loại này to đấy. Đó, 140 cân sợ lại. Như nếu mà Quân điều khiển 140 cân này thì liệu là nó sẽ hơi qua với lại sức người của Quân ấy. Nhưng mà còn độ con này là tầm bao nhiêu chú? Con này đã là 95 cân rồi. Con này 95 cân rồi à? Ừ, máy 1.73. Ừ. Đấy. Thế là vừa rồi cháu điện cho chú là chú bưng con này ra đúng không? Đấy, vừa lắp xong rồi, riêng về tí về lấy hỗ trợ rồi. Thế Quân biết về máy cày rồi thì thử kiểm tra máy cày xem là như nào. Ừ. Xem là có ưng chưa? Nhá. Đấy, hôm nọ thì cháu Lực cũng đã mua ở quán nhà chú đây khá là nhiều lần rồi, thành ra là điện cho chú là để chú ấy chuẩn bị trước ấy cô bác. Ở đây thì vẫn còn rất là nhiều những cái còn nhiều không? Vẫn còn nhiều máu má mấy cày cả, hầu như là đợt nọ cháu Lực mua cho em xử thì vẫn còn chưa này chất lượng lắm. Hôm nhà qua đây thằng cháu suốt ngày nó lấy đây rồi thì có thương hiệu rồi. Nhà chú có máy phát cỏ không? Có, Honda ấy. Honda có. Chú lấy cháu thêm một cái máy phát cỏ nữa. Lấy ở đây thì là hôm qua cháu Lực chưa thể nói với em Quân vội được cô bác ạ, rằng là bà bé bà muốn mong muốn là mua cho em Quân là một cái máy phát cỏ này với lại thêm là một cái máy cày nữa và còn có một cái phần quà rất là lớn khác nữa cô bác.
Tuy nhiên thì cháu Lực chưa thể bật mí cho em Quân vội được, cứ để cho em Quân có cái sự hồi hộp đã. Đầu như đây đầu này thì loại gì Quân có biết không? Vẫn là 1,3. Con này là 1,3 nhưng mà hàng này là hàng đắt tiền. Hàng này là hàng đắt hơn à? Đắt nhất rồi, 11 củ. À, cái con này là hôm nọ là chú vẫn bảo cháu là 14 đây luôn. Đúng rồi. Con này thì chú đã lắp nổ lên hết chưa chú? Chưa, bây giờ ai ấy bắt đầu mới cho nổ và là nổ luôn. Chưa gì, vừa lắp xong. Vừa lắp xong cháu điện trước đấy thì bảo để chú lắp. Vâng. Lắp xong là bây giờ lấy con nào thì lấy con này thì cho dầu cho anh em nó nhấc thôi. À, vâng. Cho dầu nổ ngay thôi. Dạ, vâng. Mà đeo về thôi. Quân thì thích lựa chọn là màu đỏ hay là màu gì? Em thích màu đỏ thôi. Thích màu đỏ á? Vâng. Thích màu đỏ à? Vâng, lấy cái màu xanh cũng được. Nhưng mà thế bây giờ lấy màu xanh này nó đẹp, nó sạch. Thế bây giờ Quân thích màu đỏ hay là được bánh đặc nhá, nói với mày được. Màu xanh thôi anh. Ừ, màu xanh màu xanh à. M12 cái tay này nó không bị cứng này. Vâng. Hôm nọ thì mua cho em Sử là cái màu đỏ của bác ạ. Nó vẫn hai cái là y xì là giá cả là như nhau hết. Không có cái nào chênh lệch cả. Còn là những cái hàng bên này thì là hàng đấy có 6 triệu. 6 triệu. Nhưng mà 7 triệu. Vâng. Hàng đấy nó là kém chất lượng. Vâng. Ê, chú lấy cho cháu thêm một cái máy phát cỏ nhá. Quân thì liệu là live về thì chắc là một tí có khi là phải vứt ở trên để trên xe đấy. Để gửi xe đi. Cái này à chú? Ừ. Đấy, có một bộ là combo là làm cả mũ cả ấy thứ, lấy mũ miết cho anh giao quả phát cước là đầy đủ hết cho vâng. Cho các đồng chí. Máy này là vẫn giá cũ đúng không chú? Đúng rồi, vẫn để cho thằng cháu như thế thôi. Vâng. Đấy, lúc mà điện đấy vẫn để cho. Nhưng mà hôm nay cháu lại xuống mua thêm nhiều hơn thì bớt cho cháu 100-200 nghìn nữa để mà tiền okay. Xăng. Ok ok ok. Hay tiền uống nước. Rồi rồi, ok đấy. Nhất trí là thoải mái mà toàn cháu mà suốt ngày làm nhau. Vâng. Mà con cứ xem lại nó là ủng hộ với hai nữa là là mày bao giờ có quỹ riêng chú ý lại ủng hộ mày. À, bây giờ cho phục vụ cho bà con nó. Vâng. Chú đáo. Vâng. Đây là quán của chú thì cũng mua khá là nhiều lần rồi các bác. Về cái cách bảo hành thì là chú cũng nói với Trấn Lực khá là nhiều lần rồi và chia sẻ lên khá là nhiều lần đó. Nếu mà như cô bác có theo dõi được cái thức phim hôm trước mà Trấn Lực đưa em Sử đi mua đấy cô bác. Cũng là cái quán này, quán này cũng khá là to, cũng không có sợ là máy bị làm sao sau này không có bảo hành gì cả đâu. Không bán nôm cơm như các thương hiệu chỗ, những chỗ khác. Vâng. Thật ra mình không biết là chỗ nào người ta làm như nào, như riêng nhà chú thì làm thì để phải nói là làm bằng hết cái tâm huyết của mình rồi. Vâng. Có cái lưới, có cái mú đi vào thì nó cho nó bớt tay hơn. Đấy, có máy cây vào rồi thì những cái gốc cây của nhà Quân này. Vâng. Đấy, thì phát cho nó mềm mại hết luôn. Đấy, bây giờ thì tí nữa đợi thêm đợi anh để mà anh cho dầu nhất và nổ máy đã. Cho lên đã, test thử mọi cái rồi. Cái này thì vẫn còn như kiểu thuộc dạng là chưa bóc siêu luôn này các bác này. Đây, vẫn còn túi bóng bọc rất là kín. Đây, vẫn ở cái chỗ mà chỗ cũ hôm trước cháu Lực đưa em Sử đi mua. Cái tí là phải mua thêm cái dây này. Thế bây Đây, cái này là cái lưới phay của nó. Cái này là Quân biết lắp hết rồi đúng không? Đấy, thế về nhà thì lắp sau nhá. Giờ bây giờ thì ra bên này để cho anh. Ủa sao vừa rồi anh không để đây cho nó mát đi? Để ngoài nóng quá. Để cho nó rộng. Cho nó rộng à? Nhưng mà nó nóng rồi anh. Ngày hôm nay làm được mấy con đi rồi chú? Sáng hôm nay được 5-6 con rồi. 5-6 con rồi? Ừ. Ôi ổn. Bây giờ một ngày là cứ 5-6 con đấy, trung bình là thế là mỗi lần mà lên thì là container trở lên hả chú? Toàn là xe đầu kéo trở lên thôi. Đấy, ngoài đơn giản là cái nhớt máy là nó là nhớt xịn nhá. Nhưng mà cái nhớt can mà loại 30-40 nghìn lít rồi. Đơn giản cái nhớt động cơ này phải cho nhớt xịn hết. Vâng. Không thể bán như kia bảo cô lấy. Đấy còn là dầu này thì là không có tặng kèm đâu chú nhỉ. Dầu, dầu này tưởng tặng kèm thôi.
em mong sao là chiếc máy cày này đi lên trên bản thì thứ nhất là giúp đỡ cho em Quân, và thứ hai thì có thể là giúp cho em Quân là đi ra ngoài kiếm được thêm những cái đồng tiền bởi những cái máy cày này. Hôm nọ thì Quân lên trên nhà Sử thì nhìn thấy máy cày của em Sử thì anh Sử thì có thích không? Em có. Đấy, hôm nay thích thì mình cũng có luôn thôi. Vâng ạ. Đấy. Cũng mong các bác yêu quý Quân nhiều để trong thời gian tới thì sẽ giúp cho em Quân là nhiều hơn. Giúp thì cũng chỉ giúp là gọi là một cái khoản mà gọi là để cho em Quân làm cái bàn đạp thôi. Tại vì là đáng lẽ là 12 giờ là các chú đã phải nghỉ để mà ăn trưa cũng như nghỉ ngơi rồi các bác. Đấy, tuy nhiên thì chú cũng biết là đường xá cho lực đi ấy, xa xôi đấy, cho nên là chú vẫn còn phải là để phục vụ. Chú lấy cả máy phát cỏ ra để test luôn chú nhá. Nhưng mà nếu mà cái lốp này thì là cái lốp loại lốp hơi, lốp đặc thì lốp nào là nó ok hơn chú? Lốp đặc bền hơn, nó không đặc bền hơn đúng không? Hai nữa là để cho đỡ tốn tiền cho bà con. Vâng. Lốp đặc thì đi thì nó không bị lổ xăm nổ xeo thì vâng, bà con đỡ phải tốn tiền, đã khó khăn rồi, vùng sâu vùng xa đã khó khăn rồi thì mỗi lần thủng xăm lại 40-50 nghìn nó khó khăn ra. Thế nhưng mà bây giờ muốn đổi cái lốp xăm thì được không? Được chứ, nếu mà muốn đổi lốp xăm cũng được. Thế Quân, lốp xăm nó sẽ không bằng lốp đặc này. Vâng. Lốp xăm thì kể cả để lắng tí là nó lại nổi. Vâng. Nên là tôi lấy lốp đặc cho mình đỡ tốn tiền cho, vâng, cho bà con. Vâng. Thế theo như Quân là Quân thì nghe chú nói thì Quân là thích lốp có xăm mà lốp không có xăm. Em lấy lốp này. Lấy lốp này thôi đúng không? Lốp có xăm thì nó hay nổ. Đúng không? Nó thuộc dạng như kiểu cái xăm xe của mình nhá. Đúng rồi. Rồi sau này mà có những cái chỗ làm nào thì Quân với lại Sử là hai anh em là dắt nhau cùng đi. Vâng ạ. Xong là tiền thì là chia đôi thì nó cũng rất là tuyệt. Đây đây này, đây lại các chú tiếp tục là xem máy cày rồi. Có vẻ như là quán của chú thì bán ngày chắc là tầm độ 20-30 con máy cày mà các bác ạ. Sợ thật. Nếu mà anh chở đi là anh sẽ cho em vào này. Nói rõ luôn đấy. Mình đi xa quá nha, gần gần thôi. Đấy, Quân thì có vẻ như là biết dùng mấy cái thành thạo hơn em Sử của bác ạ. Còn em Sử thì em ấy còn điều khiển rất là bờ ngớ. Chạy một chút một lúc đó các bác. Đi có ok không? Có. Xem là cái chỗ nào mà cần chỉnh ấy thì là bảo chú chỉnh luôn nhá. Vâng.
đấy, nổ lên mọi cái rồi cô bác, hầu như là mấy cày nó còn mới cho nên là nổ cái là nó lên rồi. Có thể là sau này mà dùng ấy nó bị trục trặc một chút ấy, thì Quân là có thể là đem báo anh nhá. Xong là hai anh em mình lại tiếp tục là đi xuống đây để mà bảo chú ấy sửa. Đấy, bây giờ thì để chú ấy tháo thêm thêm một chút nữa. Cái phát cỏ nữa anh test cho em luôn. Đây, được tặng đây nhá. Được tặng đây à? Cái máy phát này thì là dầu nó thì mình phải thay như nào anh nhỉ? Một lọ nhất Honda thôi. Một lọ nhất Honda à? Thế còn là như mấy cày ấy thì là đấy cho cái lọ để ấy nữa cơ. Lọ để cho nó thay nhớt rồi không biết đấy. Cái lọ để đo nhớt. À cái lọ để đo nhớt à? Đông nhớt đo đổ vào đây. Cái máy này thì là Quân hầu như là chưa có dùng bao giờ thôi nhỉ? Vâng ạ. Còn máy cày thì là Quân dùng khá là nhiều lần rồi cô bác. Cái này tốt nhất là đừng lắp dao, lắp cước. Lắp cước đấy. Nhưng mà nếu mà cắt lúa đấy thì là nên lắp dao. Cắt lúa lắp dao được. Thì mình biết là cái đồng ruộng nó chỗ nào có đá, chỗ nào không có đá. Đây nhá, bảo nó xem đây nhá. Đây có một lỗ để dính như này này. À thì mình vặn đúng không? Đấy, để vặn cho nó chặt rồi. À vâng. Đấy Quân là anh chú nói thì Quân là để ý luôn, để ý nhá. Vâng. Đấy còn một tí nữa thì sẽ để anh là tư vấn thêm là cách mà nhất đổ nhất thế nào này. Bao nhiêu lâu thì mình nên thay nhất. Đấy. Cứ phát hết 3 bình xăng là thay một lần máy này. Cái máy cắt cỏ này, máy cắt cỏ này đúng không? Mấy cái cỏ này là cũng là hàng Honda như của nhà sử của bác ạ. Vậy tuy nhiên thì là của nhà sử thì máu nó sẽ hơi khác một chút và máu này sẽ hơi khác một chút cô bác. Hai cái phần quà rất là lớn được cô ấy gửi tặng cho em Quân. Đây còn cháu Lực cũng xin nói lại thêm một lần nữa cô bác nhá, và còn thêm một cái phần quà nữa. Thêm một cái phần quà nữa dành tặng cho em Quân nữa. Đấy nhưng mà tuy nhiên thì là hôm nay thì cháu Lực cùng em Quân là chỉ có là mua hai cái phần quà này trước thôi. Còn là cái phần quà cái gì là sẽ để sau. Quân là liệu cái máy này nếu mà bị hỏng thì theo Quân thì Quân biết sửa không? Nếu mà hỏng thì nếu mà đây ra thì biết sửa, nếu mà không ở trong thì không biết đâu. Còn là nếu mà như ở phần ngoài này thì là Quân biết sửa, còn nếu mà ở trong máy này thì là không biết sửa đúng không? Nếu mà biết sửa trong này thì đã làm thợ máy cày rồi cô bác ạ. Một tí nữa thì sẽ để các chú là hỗ trợ là để vào. Cái này mỗi lần thay nhớt là thay là 100 lít nhớt này nhé. Cái này nếu mà mình để dao rồi để đâu anh? Để dao ơi. Dao này tháo bỏ. Tháo bỏ này á. Cương này ra xong lắp dao vào. Vâng. Nổ đâu. Anh nổ cái Quân ơi, cẩn thận chân nha. Cẩn chân nha. Tắt đây nhá. Tắt đây ok. Đâu anh, dây đeo ở bên kia hết đúng không? Đủ. Đây đầy đủ đúng không? Thế. Còn những cái nhất ở bên này này anh thử anh nói cho em một chút là về chọn cho em đi, anh nghe xem là nhất này cũng tùy mình thôi, như hôm cái hôm trước thôi. Cái hôm trước nhưng mà cái hôm trước đấy là em trước, còn em này là em khác. Cái này thì mình
cày một hai buổi là mình thay bỏ cái này ra xong lại đổ nhất mới vào. Nọ anh một năm. Nọ anh bảo là cày được 17 tiếng đúng không? Tức là 17 tiếng là thay xong là cày một năm sau thì mới lại thay lại. Đấy. Cái này là cái gì đây cô? Đây là cái cước để cắt cỏ nhá. Cái này mình không hết cái kia luôn, cái này là cắt nhá. Đấy, bây giờ thì là đến cái bước quan trọng nữa rồi. Đây, quân ra đây không, anh em mình ra đây gửi tiền vào số cho chú nào. Đây, thầy chú lại là thêm một cái nữa các bác này, cũng là y xì là máy này nhưng mà màu này màu khác. Cháu luôn nào. Đến cái phần thanh toán này chú ơi. Đấy. Chuyển khoản vào số này hả chú? Vâng. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Dạ. Đây, ở đây thì là đi xa cô bác thì cháu Lực không có cầm tiền mặt nhiều, thì cháu Lực chỉ có bằng cách là chuyển khoản thôi. Thưa ơi, đảo côn nữa thưa ơi, bọn cho ấy. Bọn đảo côn xong rồi. Đảo côn đi cho trong nhà cho mát đi. Thôi nó chuyển được rồi. Ok, để xem rồi nha. Mới cứ chuyển là ok mà chú cháu mà đi. Không, nhưng mà lỡ đâu là chú không xem ấy là về nhà lại cháu lại nó lại trừ rồi. Không, cái đấy cháu mình nó đơn giản mà bây giờ làm có phải kể cả làm được còn giúp đưa của mọi người ấy, chứ có phải là nguyên về cái vấn đề đấy. Lúc nào mà cháu có thêm máy nào thì cháu điện cho chú thì chú tìm cho cháu cái nào ngon nhất nhá. Okay. Bây giờ thì bảo cái nào ngon nhất các bác thì cũng chú không biết đâu, tại vì là máy thì nó hoàn toàn là máy mới mà chưa có đổi nhất đổi dầu vào thì cũng không biết. Ôi, còn cái phay bừa đâu nhỉ anh nhỉ? À đâu, cái này là lòng bừa thì vào trong trọn. Lòng bừa vào trong trọn à? Để anh đưa thằng này đi vào trong cái trọn đấy. Cho quân là lại đi vào trọn cái lòng bừa đấy. À, lòng bừa và kia cháu phải vào trong kia. Lòng bừa cháu thích chọn cái nào cho chọn đi. Ơi mà lại quay cái này cho chú nó tiếp. Đấy. Chú lại bán lên được cái này à? À, nếu mà mua thêm là mua thêm cái này nữa hả quân? Được. Đi, đi, cháu chọn đi. Đấy, nhiều chị theo anh vào trong chọn đi. Thích lấy loại thẳng hay là chéo cũng có. Đấy, cái lòng bừa này thì là quân chọn đi. Cái ruộng nhà quân là cái loại nào? Cái loại này đúng không? Cái của nhà sử là cái khác của bác ạ, nó cũng tùy thuộc vào là ruộng đấy, có đồng ruộng thì là sẽ dùng là cái như kiểu nhà sử ấy, còn như kiểu ruộng thì ruộng nhà quân thì sẽ dùng loại này. Hình như là loại này là nặng hơn hay sao ấy. Thank you.
liếc thì mọi cái thì đều đã ok rồi. Ở đây thì cái này thì đến nhà thì mới lắp của bác ạ. Đây, bây giờ thì sẽ để mà buộc xong là có thể là một tí sẽ gửi xe đi thôi cô bác ạ. Tại vì là đường cũng khá là xa. Đây, mua quần về. Quần bò à? Quần chọn đi, chọn là một bộ đi. Quần này này, đấy, quần này đẹp đấy này. Mình mặc số bao nhiêu? Ôi, nhỏ quá rồi. Nhìn thấy nhỏ quá rồi. Số to. Số to hơn à? Đây, quần chọn đi. Đấy, anh cũng không biết là quần thích chọn quần áo như nào, chọn là một bộ đi. Đây khoản tiền của bà An Phạm, khoản tiền của bà bé, bà ấy gửi cho để mà mua máy cày với lại máy phát cỏ đấy cô bác. Thì vẫn còn dư, bà cũng gửi tiền để mà chi phí cho mấy anh em khi mà xuống nữa. Mua cho quần thêm là một bộ quần áo nữa cô bác. Đấy, đi cái kia xem áo đi. Đấy, cho chị quần là mặc quần là size bao nhiêu? Hai mấy? 27 không? Có. 27 à? Có. Nhân tìm cho cái nào mà 27 ấy. Đây quần chọn áo đi. Ô mới ngủ dài anh. Đâu về? Đi xuống bên này nhà anh lấy quần áo ấy. Áo đây này, áo chống nắng này này. Đi làm thì mặc áo dài tay áo chống nắng thôi. Đây là quán áo rồi, nói không có áo thì nó hơi kỳ. Quân nờ bỏ ra, có cái áo nào áo phông không nhỉ? Ngân à? Đây, áo sơ mi này đi. Đây cho quân là cái này này. Để cái này vừa đấy. Đây luôn. Đây, vừa rồi thì em quân chọn xong vài bộ quần áo rồi các bác. Đấy là xuống cái tóc em cũng khá là dài rồi. Cho là cắt tóc một lần. Thế mọi lần quân là hay thường cắt tóc là có ra quán cắt không? Những lần mà anh không đưa quân ra ấy, là cắt ở đâu? Là cắt ở nhà. Cắt ở nhà? Thế là ai cắt cho? Nếu mà mấy anh ở nhà thì cho mấy anh cắt cho. Nếu không ở thì có tiền thì ra quán cắt. Thế một lần ở trên xá thì đi cắt tóc thì cũng vừa tầm độ 20 nghìn rồi. Dưới này thì cắt tóc là tầm bao nhiêu nghìn anh? Anh lấy 30 nghìn. 30 nghìn à? Ở huyện thì có vẻ như là các anh đi học qua trường lớp các bác, cho nên là sẽ lấy đắt hơn một chút. Ở trên xá thì hầu như là các chú trên xá cắt, không phải là nói xấu các chú đâu, nhưng mà các chú thì gọi là cứ thích là đi mua máy tăng đơ về cắt thôi. Cắt tông này thì một cái đầu như này thì cắt độ tầm bao nhiêu phút đây? Anh cắt 5 phút rồi. 5 phút rồi à? Đấy, vừa mới cắt một bên rồi là nhìn mặt cảm thấy là sáng sủa hơn một chút cô bác. Chứ không là vừa rồi thấy tóc dài là cảm thấy là đen đen mặt quá rồi. Này tóc ướt hết rồi. Mồ hôi quá anh ạ, dưới này nóng. Dưới này nắng lắm. Trên bản thì lạnh hơn, mát hơn. Ta bảo cái răng, cái tóc là gốc con người. Làm cái tóc đấy nó đẹp trai ngay. Thế anh tỉa tỉa ở trên mái một chút anh ạ. Cho nó gọn một chút. Thì cắt xong thì em gửi luôn cả tiền quần áo luôn một thể anh nhá. Quần này vừa rồi là chọn được bao nhiêu bộ quần áo rồi? 2 bộ. Được 2 bộ rồi à? Ừ. Sau chuyến xuống huyện này thì là chắc là độ tầm mà sang tuần thì anh em mình lại tiếp tục là xuống huyện thêm một chuyến nữa. Đúng rồi.
Đấy, còn xuống này làm gì thì anh chưa thể là nói với Quân vội được, để mấy hôm nữa anh sẽ nói sau. Sinh tố bơ xoài dâu. Sinh tố bơ. Cháu sinh tố xoài. Mấy gì? Dưới kia không nóng đâu cô ơi. Đấy, Quân thì những cái quán uống nước như này thì chắc chắn là Quân chưa từng đặt chân tới cả. Anh cho Quân đi xuống hãy tham quan một vòng ở dưới đây nhá. Trước em ra bệnh viện thì là đợt đấy là ở đây có chưa? Dạ, cũng có nhưng mà em chưa được đến. Cũng có là chưa được đến à? Ở đây thì cháu được nhìn thấy là kết hợp cả những cái chỗ mà tắm xong hơi nữa không bác? Ôi, chỗ dưới này thì có cây đào khá là nhiều đây này. Đây vừa rồi thì mấy anh em gọi nước rồi. Trong quá trình mà đợi nước thì xuống đây tham quan một chút cô bác ạ. Nhưng mà có vẻ là khá là nắng ấy. À đây là, đây này Quân, đây là không phải là đào đâu. Đây là mận này. Chỗ này thì có vẻ như là trồng mận tam hoa khá là nhiều. Sau này mà Quân mà chăm sóc thì cũng được một vườn mận như này đấy. Vâng ạ. Ở đây thì anh cho xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gần có 10 góc thôi. Gần có 10 góc mà nhìn như kiểu một cái vườn luôn. Đây thì là người ta cũng trồng độ mấy cách đây là 2 năm rồi đấy. Ây à, trên này thì còn có một cái chỗ mà bàn tay Phật này của bác này. Thử lên, thử anh em thử mình thử lên thế nào. Nhưng mà lên cẩn thận nhá. Khá là cao đấy. Đấy, thời tiết thì có vẻ như khá là nắng nóng của bác, nhưng mà anh em vẫn tích cực đi tham quan một chút. Một cái ngón tay là bằng một con người luôn các cô bác ạ. Nhưng mà thời tiết ở trên này khá là nắng, nhưng mà nó có gió rất là nhiều các bác. Ở bên kia có một cái vườn mít này này. Chỗ kia độ tầm là 50 gốc thôi. Đấy, sau này mà Quân mà cố gắng là chăm sóc thêm những cái gốc lê với lại cái gốc hôm nọ trồng lê với mận đấy, thì sẽ được một cái vườn luôn. Ở dưới kia có một hai cái hình rất là to này. Quân thì cảm giác như là lên trên này là hôm nay là ngỡ ngàng luôn nhờ. Vâng ạ. Đấy, chỗ ở của hai anh em mình thì lại tít trên kia kìa, không bác ạ. Đấy. Không biết là một tí nữa liệu rằng là mà anh em có việc kịp không. Nếu mà không có việc kịp thì sẽ ngủ lại ở đây cô bác. Bây giờ nhìn thấy thì có gió rất là to này. Đấy, đi xuống anh em đi xuống này. Thời tiết là nắng quá, hai anh em ra đây ngắm một chút thôi. Đấy, Quân thì sau này mà áp dụng như này này, đấy, mỗi lần đưa xuống thì chịu khó là nhìn và học hỏi một chút đấy. Đấy, khi nào mà đi xuống, có gì mà đi xuống ấy. Đấy, bây giờ thì mấy anh em đi lên trên ngồi uống nước đã cô bác ạ. Đây ở đây cũng có một chỗ ngồi này, anh em mình thử ra bên này ngồi xem nào. Nhưng mà liệu nắng không, nếu mà nắng thì anh em không ngồi được nữa. Chỗ này đi xuống dưới thì nhìn thấy là toàn cảnh ở huyện luôn cô bác ạ. Có những cái tảng đá rất là to này. Cây này như kiểu là lạng cây cô đơn đấy nhỉ. Ui, mát phép. Lên trên này mát lắm. Ui, dưới này hầu như là gọi là ở trên vách đá hết rồi cô bác ạ. Có những cái cục đá rất là to này. Cái đá này thì rất là chắc chắn của bác ạ. Đá này thì nó thuộc dạng là đá xanh đấy. Nếu mà như làm nhà mà phải cái đá này thì cực kỳ là khó khăn luôn. Quân thì biết ra cái chỗ nãy mình mua mấy cây đâu không? Vừa rồi thì ngồi dưới kia của bác. Gió to quá thì nhà là mấy anh em không có dám ngồi lên trên đây ngồi đâu. Sợ gió to quá đung đưa bầy người đi qua dưới đấy. Đấy, Quân uống nước đi. Quân có biết là nước này là nước gì không? Có. À, nước gì? Nước xoài. Nước xoài à? Ừ. Nước ép xoài chứ không phải là xoài. Đấy, máy thì là vừa rồi cháu Lực cũng cùng em Quân là mua, là hiện tại là vẫn đang gửi xuống dưới một chút để mà nổ xem là có cái gì nó mà để xảy ra không thì còn biết đổi máy mới của bác ạ. Đấy, phần quà này thì là được
bà bé là bà gửi cho em nhé. Đấy, bà bé gửi cho anh tất cả là 37.200.000. Đấy, và trong đó thì là hôm nay anh mua máy cày này và mua máy phát cỏ này. Đấy thì là hết là 12 cộng với lại 6. Cái quần thì có thấy vui không khi mà hôm nay mua được máy cày, mua được máy phát cỏ? Em rất vui ạ. Vui à? Vâng. Em có biết là phần quà này là ai tặng mình không? Vừa rồi thì anh có nói qua ấy. Có. Có à? Vâng ạ. Phần quà này là ai dành tặng cho mình? Bà bé. Bà bé. Vâng ạ. Mình cũng thưa với cô bác rằng là phần quà này là được bà bé, là bà ấy gửi tặng cho em Quân. Tổng tất cả bà bé gửi cho cháu Lực là 37.200.000. Và trong đó thì là mua cho em Quân là một cái máy cày này, một cái máy phát cỏ này, cộng thêm là một cái phần quà cuối cùng nhất. Thì là lần sau cháu Lực khi mà đi vào mua ấy, thì cháu Lực sẽ nói sau cô bác. Bây giờ thì cháu Lực chưa có thể bật mí lên được cô bác ạ. Tại vì cháu Lực bật mí lên thì Quân sẽ không có sự hồi hộp nữa, mà biết trước rồi đây cô bác. Hôm nay thì là mua máy cày hết đi là 12 triệu rồi, và mua cái máy phát cỏ là hết đi 6 triệu rưỡi rồi cô bác. Đấy, còn chi tiêu thêm những cái khoản mà ăn uống ngủ nghỉ của ba anh em, cả bạn là cameraman nữa, thì là cái phần này thì là bà bé nói với cháu Lực rằng là bà là biết kênh của cháu Lực là kinh phí không có nhiều, cho nên là bà giúp cháu Lực làm cái kinh phí mà mấy anh em đi lại cô bác nhá. Hãy xin cảm ơn bà bé rất là nhiều. Em có lời nào mà muốn nói với lại bà bé không? Có. Con cảm ơn bà đã gửi tiền để mua máy cày cho con và máy phát cỏ cho con. Con rất vui khi được bà gửi tiền mua cho con. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn rất nhiều ạ. Có cái máy cày như này thì là Quân thứ nhất là không có phải phụ thuộc vào là nhà bác nữa. Tại vì là thưa cô bác ạ, nhà bác thì đôi lúc thương thì cũng thương Quân thật đấy, nhưng mà một phần thì cũng phải để cho Quân giúp đỡ bác làm hết xong nhà bác nữa, thì là bác mới cho máy cày để mà giúp đỡ nhà Quân được. Còn Châu thì mượn ấy thì là cũng mượn rất là khó. Đấy, hôm nay thì cũng được bà bé là giúp đỡ cho em Quân là về cái phần máy cày. Đấy, nhưng mà chắc chắn là về phần tiền giàu ấy thì là em sẽ tự mà xoay sở thôi nhá. Đấy, bác bà đã gửi cho em một cái máy cày rồi, thì còn việc còn lại thì là thí dụ như em đi ra ngoài là cày thuê này. Cày thuê thì chắc chắn là người ta vẫn đưa tiền cho mình đúng không? Thì mình lấy tiền đấy để mà đi mua dầu. Thí dụ như được 1 triệu ấy thì là mình mua hết là 1 triệu, còn 300.000 thì là của mình, còn 200.000 thì mình giữ để đấy, để lúc nào mà máy móc có bị làm sao thì còn biết mà đi sửa nhá. Đấy, bây giờ thì đem máy cày về nhà thì nó bị vấn đề nào thì là bảo với anh, xong là anh sẽ bảo với lại chú mà mua máy cày đấy. Đấy, hôm nọ thì cháu Lực cũng đã mua một lần rồi cô bác, cho nên là chúng là thấy rất là uy tín. Khi mà cháu Lực xuống ấy thì cũng có bảo với chú là lựa chọn cho cháu một con máy mà như hôm nọ là mua cho em sửa đấy cô bác, cũng đều là đầu 173. Đầu 173 thì nó cũng rơi vào tầm độ là 90-90 cân rồi. 90 cân thì để mà làm ruộng ở trên vùng cao thì khá là thích hợp. Đấy, sau này thì nếu mà như nhà nào mà thuê Quân ấy thì là Quân cũng có thể đi làm thuê được. Đấy. Hôm nay xuống thì đã nói cho bà là mua máy cày không? Em chưa biết là anh mua máy cày cho em chưa nói. À vẫn chưa biết, thế là bảo với bà như nào? Em chỉ bảo là chú là em chỉ bảo là anh rủ em xuống huyện. Rủ đi xuống huyện à? Vâng. Thế là chắc có khi là nghĩa là cháu Lực rủ xuống chơi đâu bác, chứ không phải là xuống là mua máy cày đâu. Đấy, hôm nay thì rất là vui mừng khi lại tiếp tục được bà bé là bà ấy tin tưởng mua máy cày cho em Quân cô bác. Tại có lẽ là bây giờ mấy anh em sẽ uống nước và nghỉ ngơi một chút đã. Hiện tại thì cháu Lực nhìn thấy là gió rất là to, không biết là mấy anh em có về được không. Nếu mà về được thì một tí mấy anh em sẽ tranh thủ là về luôn. Còn không về được thì là một tí nữa mấy anh em sẽ ngủ lại cô bác ạ. Quân thì bây giờ có biết là cái chỗ máy cày của mình hiện tại là ở chỗ nào không? Có. Có à? Thế là ở tận đâu? Ở chỗ hai nhà cô Tô gắn liền dưới kia. À,
Nhưng mà tại sao em lại nhìn thấy là ở dưới? Là nhìn theo con đường này đi là biết à? Nhìn theo con đường này đi là biết à? Ở dưới kia thì có một cái chợ cũng khá là lớn này. Đã bao giờ mà đi đâu làm mà nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng nhiều như thế này chưa? Vẫn chưa ạ? Vâng ạ. Thế là Quân là trước kia nếu mà đi làm thuê thì hay làm ở chỗ nào? Dạ, em chỉ đi sách vứa thôi. Đi sách vứa thôi à? Vâng. Thế nhưng mà lại làm ở trên quê đúng không? Vâng ạ. Thế là cũng không xuống huyện đúng không? Vâng ạ. Xuống huyện thì khi nào mà có công việc gì lắm thì là mới xuống được. Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ không còn bố nữa thì là cũng một mình em thì chắc chắn là sẽ không có thêm là cái công việc gì cả cô bác ạ. Bây giờ thì có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là ghi hình ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.